về độ chạy êm thì ở đây tôi sẽ chạy thử một cái chương trình phát. Tôi cho một lượng quần áo khá nhiều và gấp gọn gàng. Đó, tôi đang quay mộc bằng điện thoại và không sử dụng mic ấy. Nãy giờ là máy đang chạy tốc độ tối đa 1400 vòng quanh một phút rồi. Các bạn nghe thấy độ ồn chấp nhận được không ạ? Còn lồng giặt đồ dùng là đương nhiên rồi. Những cái ly nước này này, các bạn đứng im và không hề sóng sánh này. Sóng sánh rất ít, không di chuyển, đúng không ạ? Như thế này là quá êm rồi đúng không ạ? Còn lồng giặt nó lắc lên kệ đó, nó còn có hệ thống treo của nó. Đậy vào thì không thể nhìn thấy đâu ạ. Đây là dòng thế hệ mới motor chất lượng rất cao, chạy nam châm từ Vĩnh Cửu và hãng bảo hành lên tới 20 năm. Hiệu suất năng lượng chỉ 13W trên kg. Bạn chỉ đổ xà phòng một lần và sử dụng được khoảng 30 mẻ giặt, tránh cho mình phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất ảnh hưởng đến da tay. Và đôi khi ở những cái máy giặt thông thường ấy, không có cái tính năng tự động này thì bạn phân vân là đổ nhiều quá hay ít quá. Ít quá thì giặt không sạch, mà nhiều quá thì hại vải và ảnh hưởng đến môi trường, lãng phí chi phí. Đó. Vậy là máy đã chạy trải qua cái giai đoạn tăng tua và tốc độ của phát tối đa 1400, bây giờ nó dừng lại rồi, các bạn thấy ly nước nó vẫn đứng im đúng không ạ? Đó. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm rất đáng mua.